Chào mừng quý vị đến và quay trở lại đồng hành cùng Quân Số May Mắn. Lời đầu tiên, thay mặt ban biên tập chương trình Tử Vi Quân Số May Mắn, chúc quý vị vạn sự lành, mọi điều hanh thông, tấn tài tấn lộc, tấn bình an. Quý vị thân mến, trong video ngày hôm nay, Tử Vi Quân Số May Mắn chia sẻ đến quý vị là số tử vi có nội dung như sau. Mời quý vị cùng theo dõi. Tiết lộ, trời ban phước lành, canh tốt 1970, đúng 5 ngày Tết cổ truyền 2024, nỗ lực vượt qua số phận, nhận được lộc lớn, tiền về ào ào, đổi đời giàu nhanh bất ngờ. Sáng nay hoa lá bỗng cười, ngoài đường nhộn nhịp những lời chúc nhau, bỏ qua ngày tháng buồn đau. Tương lai hứa hẹn sắc màu thành công, vợ chồng hạnh phúc đồng lòng, bạn bè gắn kết tâm đồng dựng xây, con cái hiếu thuận sum vầy, ông bà mạnh khỏe những ngày thong rong, canh tốt vui đón xuân hồng, tình người chan chứa ấm nồng mai sau. Chào mừng quý vị đến và quay trở lại với Tử Vi ngày hôm nay. Tử Vi nguyện cho quý vị cô bác anh chị nhận được thật nhiều phước lành, sống đời bình an, hạnh phúc viên mãn. Cô bác anh chị canh tốt thân mến, kỳ thực kiếp nhân sinh có 3 chiếc chìa khóa, đó là tiếp nhận, cải biến và rời xa, gặp gỡ rồi chia ly. Vậy nên canh tốt hãy trân quý từng ngày trong cuộc sống hiện tại của mình nhé. Dẫu là khi nào, dẫu canh tốt đang ôm giữ tâm trạng gì, thì cũng đừng mong chờ rằng tất cả mọi người đều thấu hiểu canh tốt. Do vậy, canh tốt hãy thử thay đổi góc nhìn. Sẽ có thể ngẫm ra rằng kiếp nhân sinh có quá nhiều điều không hoàn mỹ, nên tắt được thì cứ thản nhiên, mà mất đi cũng để nhẹ nhàng. Đôi khi canh tốt phải hiểu rằng hãy thuận theo tự nhiên. Bất cứ ai xuất hiện trong cuộc đời canh tốt đều là nhân duyên. Niềm hạnh phúc của một người không phải vì họ có thật nhiều, mà là vì họ ít so đo, tính toán. Điều mà Tử Vi muốn nhắn gửi đến canh tốt là hãy trân quý những người ở quanh canh tốt. Bởi lẽ thời gian của thế nhân ngày càng ít, cuối cùng con người vẫn phải chia ly, đừng tranh giành, đừng đấu đá, cứ nói ôn hòa để mình hiểu nhau. Hãy trân quý những người tốt với canh tốt. Nhắc tới sinh mệnh, mỗi người chỉ được sống một lần, hoặc dài, hoặc ngắn. Vậy nên hãy trân quý mỗi ngày. Cuộc sống của canh tuất đang tiếp diễn. Khi buồn, khi vui, kiếp nhân sinh của canh tuất như một hành trình dài. Lúc thăng, lúc trầm, có một vài kẻ tiểu nhân, canh tuất đâu cần phải so đo với họ. So đo sẽ phiền não. Có một số việc rắc rối, canh tuất không cần để tâm sẽ rất mệt mỏi. Trong kiếp này sẽ có người ngưỡng mộ canh tuất, có người ghét bỏ canh tuất, có người đố kỵ với canh tuất, có người coi khinh canh tuất, cũng chẳng sao, họ đều là người ngoài, cuộc sống vốn là vậy. Tất cả những gì canh tuất làm, không thể khiến tất cả mọi người đều mãn nguyện. Vậy nên đừng vì lấy lòng người khác, mà đánh mất bản tính của mình canh tuất nhé. Cùng một đôi mắt, nhưng cách nhìn khác nhau, cùng một đôi tai, nhưng cách nghe khác nhau, cùng một đôi môi, nhưng cách nói khác nhau, cùng một trái tim, nhưng cách nghĩ khác nhau, cùng một đồng tiền, nhưng cách tiêu khác nhau. Cùng là con người, nhưng cách sống khác nhau, dẫu ưu tú thế nào, canh tuất cũng cần gặp được người biết nhìn người. Dẫu phó xuất thế nào, canh tuất cũng cần gặp được người biết cảm ơn, dẫu chân thành thế nào, canh tuất cũng phải gặp được người có tâm. Dẫu khiêm nhường thế nào, canh tuất cũng cần gặp được người biết nâng niu, trân trọng. Những gì canh tuất biết không nhất định phải nói hết, nhưng những lời nói ra miệng cần phải là lời chân thật. Những gì canh tuất nhìn thấy không nhất định phải tin toàn bộ, nhưng hãy học cách kim thính tắc minh, khiêm tốn lắng nghe, ắt sẽ thông tỏ. Thế giới này không phải chỉ nhìn bằng đôi mắt mà cần dùng trái tim để trải nghiệm. Tự cổ kiếp nhân sinh, kỵ nhất là quá đủ đầy, chẳng giàu, chẳng nghèo, lại được bình an. Kiếp nhân sinh quyết định một nửa ở ta, một nửa kia thì hãy lắng nghe tiếng nói của tự nhiên, rụng tâm mà đong đếm. Sinh mệnh của canh tuất đã đi qua quá nửa chặng đường, còn được bao nhiêu ngày tháng nữa,
có đủ để canh tuất lãng phí, có đủ để canh tuất tiêu khiển, có đủ để canh tuất hoang phí, có đủ để canh tuất cảm thán. Hãy sống thật tốt, trân quý và trải nghiệm từng ngày một cách giản đơn. Cô bác anh chị canh tuất nhé. Chuyện phức tạp, hãy làm một cách đơn giản, canh tuất sẽ trở thành chuyên gia. Chuyện đơn giản mà cứ làm đi làm lại, canh tuất sẽ trở thành nhà bác học. Chuyện lặp đi lặp lại mà canh tuất dụng tâm làm, canh tuất sẽ trở thành người chiến thắng. Tử Vi hiểu rằng cuộc sống của canh tuất đang rất mỏi mệt, nhưng vẫn phải gồng mình lên để mưu sinh sống qua ngày. Dù thế nào đi chăng nữa, canh tuất hãy cứ lạc quan lên một chút, cười nhiều hơn một chút canh tuất nhé. Tử Vi không thể can thiệp vào quá khứ của canh tuất, nhưng có lẽ tương lai thì có thể. Tử Vi luôn ở đây để giúp đỡ và lắng nghe những câu chuyện của cô bác anh chị. Cô bác anh chị hãy đăng ký kênh và bình luận bên dưới video để gửi đến đội ngũ biên tập video một chút động lực giúp đời, giúp người cô bác anh chị nhé. Tử Vi xin cảm ơn thiện tâm của cô bác anh chị. Không để cô bác anh chị canh tuất phải chờ lâu thêm nữa, Tử Vi sẽ đi vào nội dung chi tiết. Xin mời quý cô bác anh chị cùng lắng nghe. Trời ban phước lành. Canh tuất 1970, đúng 5 ngày Tết cổ truyền 2024, nỗ lực vượt qua số phận, nhận được lộc lớn, tiền về ào ào, đổi đời giàu nhanh bất ngờ. Canh tuất thân mến, vậy là chỉ còn vỏn vẹn vài ngày nữa là chúng ta chuẩn bị bước sang thềm năm mới 2024, năm của những hy vọng mới, mục tiêu mới. Không biết cuộc sống của cô bác anh chị canh tuất có ổn không? Tết này có giống như Tết xưa hay sẽ đông vui hơn, đầm ấm và sung túc hơn? Dù thế nào đi chăng nữa, Tử Vi vẫn luôn nguyện cầu cho cô bác anh chị canh tuất có một cuộc sống bình an, hạnh phúc viên mãn. Thưa cô bác anh chị canh tuất, theo luận giải mới nhất từ các bậc thầy Tử Vi, bước vào khoảng thời gian đúng 5 ngày Tết Nguyên Đán, đến hết tháng 1 âm lịch, năm Giáp Thìn 2024, vận trình bản mệnh canh tuất có cả hung lẫn cát, nhưng hung hay cát ở đây còn phải phụ thuộc vào canh tuất, tận dụng những lời dự ngôn, luận giải của Tử Vi như thế nào. Nếu những luận giải của Tử Vi giải ra đại vận thì chẳng sao, nhưng nếu có lỡ luận vào đại nạn, thì bản mệnh canh tuất cũng có thể biết trước được thiên cơ để xoay chuyển càn khôn. Dẫu có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, thì hãy luôn tích cực và lạc quan cô bác anh chị nhé. Ngay sau đây xin mời quý cô các anh chị canh tuất cùng lắng nghe dự ngôn luận giải tổng quan Tử Vi, đúng 5 ngày Tết Nguyên Đán, đến hết tháng 1 âm lịch năm 2024 của quý bản mệnh canh tuất. Bước vào khoảng thời gian đúng 5 ngày Tết Nguyên Đán, đến hết tháng 1 âm lịch năm 2024, bản mệnh canh tuất sẽ trải qua một tháng đầu năm mới khó khăn và thử thách do ảnh hưởng bởi hung tinh ngũ quỷ và thiên nguyệt. Hai hung tinh này khiến canh tuất gặp phải nhiều khó khăn và phiền toái trên nhiều lĩnh vực trong cuộc sống, từ công việc, tài chính, sức khỏe, cho đến tình cảm gia đình. Canh tuất có thể cảm thấy mệt mỏi, chán nản, thiếu tự tin và không muốn giao lưu với ai. Đây là một giai đoạn không thuận lợi cho canh tuất, nhưng cũng không phải là lúc để canh tuất buông xuôi và tự kỷ. Canh tuất cần nhận ra rằng, cuộc sống luôn có những thăng trầm, và canh tuất có thể vượt qua được nếu canh tuất biết điều chỉnh tâm lý và hành động một cách hợp lý. Canh tuất không nên tự đóng mình trong nhà, tránh né người thân và bạn bè khi họ quan tâm đến canh tuất, vì điều này sẽ làm cho canh tuất cô đơn hơn và dễ bị hiểu lầm. Canh tuất nên mở lòng và chia sẻ những nỗi buồn, lo lắng của mình với những người tin tưởng và yêu thương canh tuất để họ có thể động viên và giúp đỡ canh tuất. Trong gia đình, canh tuất cũng nên dành nhiều thời gian cho người thân, quan tâm đến họ và chăm sóc cho họ. Canh tuất cũng nên có một tinh thần lạc quan và vui vẻ trước khi bước vào công việc của mình. Canh tuất cần hiểu rằng công việc chỉ là một phần của cuộc sống, không phải là tất cả. Canh tuất cần phải cân bằng giữa công việc và cuộc sống để có được sự hài lòng và hạnh phúc. Trong công việc, canh tuất cũng nên kiểm soát cảm xúc của mình nếu gặp phải những rắc rối hay xung đột.
Canh tốt nên giữ bình tĩnh và xử lý một cách khôn ngoan, chứ không nên nổi giận hay làm ồn ào, vì điều này chỉ làm tổn hại đến uy tín và danh dự của canh tốt. Canh tốt cũng nên cẩn trọng với những kẻ tiểu nhân xung quanh canh tốt, những người ghen ghét và muốn khám lại canh tốt. Canh tốt không nên để cho họ có cơ hội để vu oan hay bôi nhọ canh tốt. Canh tốt nên sống thật lòng, làm việc chăm chỉ và có trách nhiệm, để không ai có thể chê bai hay ức hiếp canh tốt. Nhìn chung, bản mệnh canh tốt sẽ có một khoảng thời gian không may mắn và khó khăn. Tuy nhiên, canh tốt không nên quá lo lắng hay bi quan, mà hãy biết cách vượt qua những khó khăn này bằng sự thông minh, kiên trì và tích cực. Canh tốt cũng nên dựa vào sự giúp đỡ của gia đình, bạn bè và đồng nghiệp để có thể vượt qua những thử thách này. Canh tốt hãy tin rằng sau cơn mưa, trời sẽ sáng và canh tốt sẽ có những cơ hội và may mắn hơn trong những tháng tiếp theo. Vừa rồi là những dự ngôn luận giải tổng quan về vận trình tử vi của bản mệnh canh tốt trong khoảng thời gian đúng 5 ngày Tết Nguyên Đán đến hết tháng 1 âm lịch năm 2024. Tiếp theo, xin mời cô bác anh chị canh tốt cùng lắng nghe những dự ngôn luận giải chi tiết về diễn biến các phương diện bao gồm tài lộc, sức khỏe, sự nghiệp và tình duyên, gia đạo. Vậy bước vào khoảng thời gian đúng 5 ngày Tết Nguyên Đán đến hết tháng 1 âm lịch năm Giáp Thìn 2024, quý bản mệnh cô bác anh chị canh tốt sẽ đón nhận những vận may và thử thách gì, làm cách nào tận dụng những cơ hội để sớm ngày đạt được cuộc sống hạnh phúc, viên mãn, giàu có, thịnh vượng. Xin mời cô bác anh chị canh tốt cùng tiếp tục lắng nghe. Trước tiên sẽ là dự ngôn tử vi về phương diện tài lộc của quý bản mệnh canh tuất trong khoảng thời gian đúng 5 ngày Tết Nguyên Đán đến hết tháng 1 âm lịch năm 2024. Năm 2024, canh tuất sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức và khó khăn về tài chính do ảnh hưởng của sao Thổ Tú, hung tinh chiếu mệnh. Đây là sao mang tính chất biến động, không ổn định, có thể gây ra những biến cố bất ngờ, khiến cho thu nhập giảm sút hoặc thua lỗ trong các hoạt động đầu tư. Vì vậy, canh tuất cần phải có những kế hoạch và chiến lược tài chính hợp lý, không nên theo đuổi những cơ hội mạo hiểm hoặc quá phụ thuộc vào xu hướng thị trường. Bên cạnh đó, canh tuất cũng nên duy trì một thái độ bình tĩnh, tỉnh táo và thận trọng trong mọi quyết định liên quan đến tiền bạc để tránh những rủi ro không đáng có. Ngoài ra, canh tuất cũng phải chú ý đến vấn đề pháp lý và luật pháp trong khoảng thời gian 5 ngày Tết Nguyên Đán đến hết tháng 1 âm lịch năm 2024. Sao Thổ Tú có thể khiến cho canh tuất dễ bị cuốn vào những rắc rối hay xung đột với pháp luật, gây thiệt hại về tài sản hoặc danh tiếng. Canh tuất không nên làm những việc vi phạm pháp luật hoặc có hành vi gian lận, lừa đảo để bảo vệ lợi ích của bản thân và gia đình. Thời gian từ ngày 16 tháng 1 năm 2024 đến hết tháng 1 năm 2024 sẽ là giai đoạn khó khăn nhất cho canh tuất trong năm 2024. Trong khoảng thời gian này, canh tuất sẽ gặp nhiều trở ngại và khó khăn trong công việc, sự nghiệp, có thể bị mất cơ hội hay bị tổn thương uy tín. Đồng thời, canh tuất cũng có xu hướng quá tự tin vào bản thân, không chịu lắng nghe ý kiến của người khác, dẫn đến những sai lầm và hậu quả nghiêm trọng. Canh tuất cần phải giữ gìn sự khiêm tốn và tôn trọng người khác, không nên kiêu ngạo hay cãi cọ vô ích trong khoảng thời gian 5 ngày Tết Nguyên Đán đến hết tháng 1 âm lịch năm 2024. Canh tuất cũng nên hạn chế các hoạt động đầu tư vào chứng khoán hay các loại tài sản có rủi ro cao. Sao Thổ Tú có thể khiến canh tuất mắc phải những sai lầm trong việc lựa chọn và quản lý tài sản, dẫn đến những thiệt hại lớn. Canh tuất nên tập trung vào những kênh đầu tư an toàn và ổn định, không nên theo đuổi lợi nhuận cao nhưng rủi ro cũng cao. Một điều quan trọng mà canh tuất không nên bỏ qua trong tháng 1 âm lịch là bảo vệ sức khỏe và an toàn của bản thân. Sao Thổ Tú có thể gây ra những tai nạn hay chấn thương cho canh tuất, đặc biệt là những người thường xuyên di chuyển bằng xe cộ. Canh tuất nên mua bảo hiểm tai nạn cho bản thân
và cho xe cộ của mình để giảm thiểu những tổn thất về tiền bạc và sức khỏe. Ngoài ra, Canh Tuất cũng nên chú ý đến chế độ dinh dưỡng và sinh hoạt, không nên quá lao lực hay căng thẳng để duy trì sức khỏe tốt. Năm 2024 là một năm không dễ dàng cho Canh Tuất, nhưng cũng không phải là một năm không có hy vọng. Nếu Canh Tuất biết vượt qua những khó khăn và thử thách, biết cách quản lý tài chính và sức khỏe một cách hợp lý, thì Canh Tuất sẽ đạt được những thành công và hạnh phúc trong năm mới. Vậy bước vào khoảng thời gian đúng 5 ngày Tết Nguyên Đán, đến hết tháng 1 âm lịch năm 2024, tình hình sức khỏe của cô bác anh chị Canh Tuất sẽ có chuyển biến như thế nào? Bước vào khoảng thời gian đúng 5 ngày Tết Nguyên Đán, đến hết tháng 1 âm lịch năm 2024, Canh Tuất cần đặc biệt quan tâm đến sức khỏe của bản thân và người thân trong gia đình. Đây là một trong những yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến cuộc sống và hạnh phúc của Canh Tuất. Theo phân tích của các chuyên gia tử vi, tuổi Canh Tuất năm 2024 bị sao Thiên Nguyệt hung tinh chiếu mệnh, gây ra những phiền toái và khó khăn về sức khỏe. Canh Tuất có thể gặp phải những căn bệnh nguy hiểm, nặng nề hoặc tai nạn bất ngờ nếu không chú ý đến chế độ sinh hoạt và phòng bệnh. Đối với người lớn ở nhà, Canh Tuất nên thường xuyên theo dõi tình trạng sức khỏe của họ và đưa họ đi khám, kiểm tra định kỳ. Nếu có dấu hiệu bất thường, Canh Tuất nên sớm xin ý kiến của bác sĩ và điều trị kịp thời. Canh Tuất cũng nên tạo cho họ một môi trường sống thoải mái, vui vẻ và yêu thương. Đối với những bạn trẻ tuổi trong nhà, con cháu, Canh Tuất cũng không nên lơ là sức khỏe của họ. Cách thoát nên hạn chế những hoạt động tiêu hao năng lượng, gây căng thẳng và mệt mỏi cho cơ thể. Canh Tuất cũng nên kiêng những thói quen xấu như hút thuốc, uống rượu, ăn uống không kiểm soát. Những điều này có thể gây ra những bệnh lý về dạ dày, gan, tim mạch hoặc tổn thương các cơ quan khác. Canh Tuất cũng nên cẩn trọng khi lái xe hoặc đi đường, tuân thủ luật lệ giao thông và tránh những tình huống nguy hiểm. Sức khỏe là vốn quý của cuộc sống. Canh Tuất nên biết quan tâm đến sức khỏe của mình và người thân để có được một cuộc sống an lành và hạnh phúc. Chúc Canh Tuất có một năm mới mạnh khỏe. Tiếp theo sẽ là dự ngôn tử vi về phương diện sự nghiệp của quý bản mệnh Canh Tuất trong khoảng thời gian đúng 5 ngày Tết Nguyên Đán đến hết tháng 1 âm lịch năm 2024. Bước vào khoảng thời gian đúng 5 ngày Tết Nguyên Đán đến hết tháng 1 âm lịch năm 2024, tuổi Canh Tuất có nhiều cơ hội để phát triển sự nghiệp nhưng cũng gặp không ít khó khăn và trở ngại. Canh Tuất sẽ phải đối mặt với tiểu nhân quấy rối, cạnh tranh và ganh ghét. Canh Tuất cũng có tính tình thẳng thắn và bộc trực nên dễ gây mất lòng người khác hoặc bị hiểu lầm. Canh Tuất nên học cách kiềm chế cảm xúc và chọn lựa lời nói cẩn thận, tránh gây xích mích và mâu thuẫn. Ngũ quỷ cũng là một yếu tố khiến Canh Tuất gặp nhiều rắc rối trong công việc. Canh Tuất sẽ phải đảm nhận những nhiệm vụ khó nhằn, áp lực và trách nhiệm cao. Canh Tuất không được sự hỗ trợ và giúp đỡ từ đồng nghiệp hay cấp trên, mà phải tự xoay sở và giải quyết vấn đề một mình. Canh Tuất cũng không nên quá tin tưởng vào những lời hứa hay thỏa thuận của người khác vì có thể bị lợi dụng hoặc bị phản bội. Canh Tuất hãy giữ vững tinh thần và làm việc chăm chỉ, minh bạch, không trái với lương tâm thì sẽ có kết quả tốt đẹp trong khoảng thời gian này. Tuổi Canh Tuất cũng không có nhiều may mắn trong cuộc sống. Canh Tuất sẽ gặp nhiều phiền não và lo âu vì những vấn đề gia đình, tài chính hay sức khỏe. Canh Tuất cũng dễ bị người xung quanh nói xấu, vu oan hoặc ghét bỏ. Canh Tuất không nên để bị ảnh hưởng bởi những lời đàm tiếu hay chỉ trích của người khác, mà hãy im lặng và cố gắng làm tốt công việc của mình. Thời gian sẽ chứng minh cho Canh Tuất rằng Canh Tuất là người có tài, có đức. Những ngày đầu tháng 1 âm lịch năm 2024 không thuận lợi cho việc kiện cáo, tranh chấp hay đấu đá với người khác. Canh Tuất nên tránh xa những cuộc xung đột hay mâu thuẫn không cần thiết vì có thể gây ra hậu quả xấu cho Canh Tuất. Canh Tuất hãy dành thời gian để nghỉ ngơi, chăm sóc bản thân và gia đình, chuẩn bị cho một năm mới tốt lành hơn.
cuối cùng sẽ là dự ngôn tử vi về phương diện tình duyên gia đạo của cô bác anh chị canh tuất trong khoảng thời gian đúng 5 ngày Tết Nguyên Đán đến hết tháng 1 âm lịch năm 2024. Đối với những cặp đôi đã có một quãng thời gian gắn bó bên nhau, không ít lần họ phải đối mặt với những khó khăn và thử thách trong cuộc sống. Đôi khi áp lực từ công việc, gia đình hay xã hội khiến cho họ cảm thấy mệt mỏi và không còn hứng thú với mối quan hệ của mình. Họ bắt đầu nhận ra những khác biệt và bất đồng giữa hai người, dẫn đến những mâu thuẫn và xích mích. Đôi lúc họ cần phải tạm thời rời xa nhau để có thời gian suy nghĩ và làm mới lại tình cảm. Hy vọng rằng sau đó họ có thể quay lại với nhau với một tình yêu chân thành và bền vững hơn. Tuy nhiên, không phải lúc nào việc chia tay cũng là điều xấu, đôi khi nó lại là cơ hội để canh tuất có thể tìm lại chính mình và sống vì những điều quan trọng hơn trong cuộc sống, đặc biệt là với người độc thân. Trong tháng đầu tiên của năm mới, canh tuất sẽ có nhiều niềm vui và may mắn đến từ nhiều phương diện khác nhau. Canh tuất sẽ có thể quên đi người cũ và những mối quan hệ không mang lại cho canh tuất niềm hạnh phúc hay sự phát triển. Thay vào đó, canh tuất sẽ tập trung vào bản thân và gia đình nhiều hơn, chăm sóc cho sức khỏe, công việc và học tập của mình. Đôi khi việc tha thứ hay không tha thứ cho người đã làm tổn thương mình không còn quá quan trọng nữa. Bởi vì canh tuất đã hiểu rằng, chỉ có bản thân canh tuất mới có thể làm cho mình hạnh phúc và an yên. Canh tuất đã biết cách tự yêu mình và tự an ủi mình. Trong những lúc khó khăn, canh tuất đã không còn phụ thuộc vào ai đó để tìm kiếm sự ấm áp hay niềm vui. Canh tuất đã trưởng thành và tự tin hơn rất nhiều. Bản mệnh cũng sẽ có một năm mới tốt lành và ấm áp khi nhận được nhiều sự quan tâm và yêu thương từ những người thân trong gia đình. Những mâu thuẫn hay hiềm khích trong quá khứ sẽ được giải quyết và hóa giải. Canh tuất sẽ có dịp đón Tết sum vầy cùng cha mẹ, anh chị em và những người bạn thân thiết. Canh tuất sẽ cảm thấy bình an và hạnh phúc khi được sống trong một không gian ấm cúng và yên bình. Quý cô bác anh chị đang theo dõi video Trời ban phước lành. Canh tuất 1970, đúng 5 ngày Tết cổ truyền 2024, nỗ lực vượt qua số phận, nhận được lộc lớn, tiền về ào ào, đổi đời giàu nhanh bất ngờ. Quý vị canh tuất thân mến, ngày sau đây sẽ là một phần đặc biệt mà tử vi muốn gửi đến quý bản mệnh canh tuất. Từ xa xưa, ông bà ta đã có câu nói, cha mẹ sinh con trời sinh tính, vậy bản mệnh canh tuất là người có tính cách như thế nào? Xin mời quý cô bác anh chị cùng lắng nghe và chiêm nghiệm. Canh tuất là những người có phẩm chất cao đẹp, được nhiều người kính trọng và quý mến. Họ có tinh thần trượng nghĩa, chính trực và không bao giờ bán rẻ lương tâm vì lợi ích cá nhân. Họ luôn đứng về phía công lý và phản đối những hành vi sai trái trong xã hội. Họ không ngại đương đầu với cường quyền để bảo vệ những người yếu thế. Họ có lòng dũng cảm và quyết liệt trong việc theo đuổi mục tiêu của mình. Canh tuất cũng là những người bạn tốt, luôn giữ gìn mối quan hệ với những người có chung chí hướng và tính cách. Họ không bao giờ phản bội bạn bè hay nói xấu người khác sau lưng. Họ là những người hiền lành, hòa đồng và ít khi xung đột với ai. Nhưng nếu có ai đó hãm hại hoặc xúc phạm đến danh dự của họ, họ sẽ không để yên mà sẽ trả đũa thích đáng. Canh tuất khi già đi thường có tính nghi ngờ cao, không dễ tin tưởng vào ai và luôn cẩn thận trong mọi việc. Họ sẽ rút ra kinh nghiệm từ những thất bại trong cuộc sống và quan sát mọi người để tự rèn luyện bản thân. Họ sẽ có lập trường và quan điểm rõ ràng về vấn đề. Tuy nhiên, họ cũng cần phải linh hoạt hơn trong cách suy nghĩ. Không nên quá nghi ngờ mà bỏ qua những cơ hội tốt. Canh tuất có khả năng cảm nhận được nhiều điều tiềm ẩn và nguy hiểm xung quanh. Họ có tài quan sát sắc bén, có thể hiểu được tâm lý và tính cách của người khác. Chỉ qua một lần gặp gỡ, họ sẽ không để cho bất kỳ ai lừa dối hay âm mưu hại họ được. Nội tâm của canh tuất chất chứa nhiều nỗi lo toan, bởi họ là con người có nhiều dự định cho tương lai. Họ luôn muốn chuẩn bị thật kỹ càng trước những bước ngoặt quan trọng của cuộc đời. Không chỉ thế,
họ cũng hay lo lắng về những người thân yêu trong gia đình. Lời khuyên dành cho họ là hãy sống hết mình cho khoảnh khắc hiện tại, tâm tính canh tuất thiện lương, tốt bụng luôn muốn giúp đỡ những người gặp hoàn cảnh khó khăn. Họ là con người biết sống vì lợi ích của xã hội và tập thể. Chính vì thế, họ giúp đỡ người khác không phải vì lòng thương hại mà vì họ coi đó là trách nhiệm của mỗi cá nhân đối với cộng đồng. Để cống hiến cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn, họ có thể hy sinh lợi ích bản thân. Những người này có lòng thông cảm sâu sắc, luôn lắng nghe và đồng cảm với nỗi buồn của mọi người. Họ luôn đặt mình vào hoàn cảnh người khác để có cách nhìn nhận thấu tình đạt lý. Vậy nên, họ sẽ không bao giờ thể hiện thái độ khinh miệt hay chán ghét bất kỳ ai. Nhờ có lòng dũng cảm khó ai sánh bằng, canh tuất thích tự mình khám phá thế giới bên ngoài mà không cần đến sự dìu dắt của cha mẹ. Ngay từ khi còn nhỏ, họ đã bộc lộ tính cách độc lập qua tinh thần tự giác học tập và rèn luyện. Sự sắp đặt và quản lý của cha mẹ sẽ khiến những người này cảm thấy ngột ngạt và họ sẽ thoát ly gia đình từ khi còn trẻ. Lấy hoài bão làm động lực, không có một khó khăn nào có thể khiến họ chùn bước. Vốn là con người gan dạ, họ sẽ vẫn giữ được bình tĩnh trong những tình thế nguy hiểm. Quý vị thân mến, phần cuối chương trình Tử Vi xin mời quý vị nán lại thêm ít phút cùng lắng nghe những chia sẻ về việc không làm các điều ác, nên làm các việc lành. Tự thanh tịnh tâm, không làm mọi điều ác, thành tựu các hạnh lành, tâm ý giữ trong sạch. Chính lời chư Phật dạy, Kinh Pháp Cú, Phẩm Phật Đà. Câu 183, chúng ta học Phật nên bỏ đi thói quen cũ này. Tọa thiền, niệm Phật chỉ là hình tướng bên ngoài của học Phật. Nếu như cuộc sống hằng ngày không tích lũy phước đức thì lúc tọa thiền, những thói quen cũ lại khởi lên. Bởi thế, chúng ta nên từ trên căn bản mà sửa đổi ngay những thói quen cũ này. Từ căn bản là thế nào? Tức là sửa đổi ngay ở 6 căn của chúng ta. Nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý. 6 căn là tất cả căn bản trong cuộc sống thường nhật của chúng ta. Vì thế trong cuộc sống hằng ngày chúng ta từ 6 căn, không làm các việc ác mà làm các việc thiện, chúng ta làm cho lục căn thanh tịnh, tịnh hóa những cấu nhiễm trong cuộc sống. Chỉ cần hàng ngày chúng ta làm cho tâm thanh tịnh, thì chúng ta sẽ an nhiên thảnh thơi, thoát khỏi những lo lắng, muộn phiền tiếc nuối, thì đó chính là thiền, là định. Bởi vậy, chúng ta học Phật tu hành nên bỏ đi những thói quen cũ này, ngay trong cuộc sống thường nhật, không làm các việc ác, mà làm các việc thiện, đó là chứng minh chúng ta tu hành. Thành tựu đó là con đường tránh để học Phật, không làm ác mà làm lành, là một việc hết sức bình thường, không giống như tứ thiền bát định, thiền chỉ thiền quán. Cho nên chúng ta xem thường nó, như vậy thì chúng ta học Phật cũng như đi xem kịch mà không vì việc liễu sanh thoát tử. Nếu là như vậy thì tính và nguyện của chúng ta là bất tránh, mà bất tránh thì rơi vào tà đạo. Một người tín nguyện chân chánh xem thường việc không làm điều ác, thường làm việc lành thì đã đi con đường cong kẹo rất dễ gặp phải những chướng ngại khác. Điều này thấy rất đơn giản nhưng lại rất xấu xa. Phật dạy rằng, tất cả những việc làm trong cuộc sống hằng ngày của chúng ta đều là biểu hiện ra bên ngoài của nội tâm, động niệm mà khởi, hành vi bên ngoài và tâm niệm bên trong. Không có sai biệt, khi chúng ta tọa thiền đạt được cảnh giới nào, tầng thiền nào đều tương ứng với phương đức tu hành. Trong cuộc sống thường nhật của chúng ta, nếu một người tích lũy phước đức cao, thì khi tọa thiền sẽ để đạt được cảnh giới cao, và ngược lại. Một người bình thường không tạo phước đức nghiệp chướng sâu dày thì dù có ngồi thiền một đời cũng không đạt được gì cả. Bình thường chúng ta nói, tu hành, liền nghĩ đến ngồi thiền hay những gì cao xa lắm, thì thật, tu hành là tích lũy phước đức. Tu 37 phẩm trợ đạo lục độ vạn hạnh, nhưng không chỉ hoàn toàn tìm cầu phước báo bên ngoài, mà là tự tịnh kỳ ý, làm cho tâm ý mình thanh tịnh, trong sạch. Rất nhiều người nghĩ rằng tự tịnh kỳ ý là công phu của tọa thiền niệm Phật, từ cái nhân quả cảm thấy không đúng lắm. Tự tịnh kỳ ý là công phu của chư ác mặc tác,
chúng thiện phụng hành mà được vậy, tu hành thì chưa ác mặc tác, chúng thiện phụng hành là việc chính hành. Còn tọa thiền niệm Phật là chở hành, Tư Vi cảm thấy rất nhiều người đánh giá thấp thâm ý của chư ác mặc tác, chúng thiện phụng hành. Trong bài kệ này, hai câu này không chỉ là tư tưởng căn bản của lục tổ đàn kinh, làm việc tránh, tức là đạo, cũng tương ứng với câu dĩ giới vi sư, tức là làm việc ác, là phạm giới, việc thiện mà không làm cũng phạm giới. Có người định nghĩa, tam vô lậu học như sau, giới là chỉ giới, thiền là tọa thiền, như vậy cũng sai rồi. Hàm ý chân tránh của tam vô lậu học là nhân giới danh định, nhân định phát tuệ. Cũng có thể nói công phu của việc trì giới là công phu của chư ác bạc tác, chúng thiện phục hành. Khi giới đã thuần phục thì tự nhiên phát định. Định ở đây không phải là tọa thiền nhập định, định. Không chỉ có ở Phật giáo mà các ngoại đạo cũng có, tọa thiền nhập định chỉ là một loại chợ hành mà thôi. Chư ác mặc tác chúng thiện phục hành, tự tịnh kỳ ý. Thị chư Phật giáo, quả thật là một huấn thị tuyệt vời. Hàm chứa dụng đại từ, đại bi của giáo chủ Thích Ca, Ngài đã vì người hậu thế học Phật chúng ta, mà thiết lập con đường sắc chánh đạo rất dễ hành. Mọi người đều có thể hành, là một ngày đạt được một ngày, một người làm được việc tốt không khó. Khó là cả đời làm việc tốt, không làm việc xấu. Đạt được những vấn đề này quả thật không dễ, như vậy mới chính là công phu tu tập. Cho nên chư ác mặc tác, chúng thiện phục hành, cũng dễ làm nhưng cũng không dễ. Chư ác mặc tác, chúng thiện phụng hành, là phương thức để đến tự tịnh kỳ ý. Đó cũng là phát ngôn của lý không của việc thể chứng vô ngã. Thông thường, chúng ta từ trên giáo lý mà nắm bắt lý không vô ngã. Trên thực tế như vậy, cũng không hiểu thấu đáo, chỉ có thể thực hành, sau cùng mới có thể chân thật thể chứng lý không của vô ngã. Nếu muốn tọa thiền quán tưởng, để cầu siêu giải được không, mà cuộc sống hàng ngày không có bảo chứng công phu của hành vi, thì không thể ngộ được lý không, bởi vì chúng ta ngồi đó mà cứ không a thì đó là từ ngã cầu không, làm cho trong ý thức ở cảnh giới nghĩ rằng có một chút gì đó là không, nhưng mà ngã vẫn còn nguyên đó. Cầu không như vậy, chỉ là tự lừa dối mình thôi, làm không được lý không của vô ngã thì đều giả không. Nếu một người trong cuộc sống hằng ngày thường nghĩ đến người khác, mà quên đi chính mình thì người đó đã trải qua thể chứng không của vô ngã. Ở đây Tử Vi lại nghĩ đến lục tổ đàn kinh, người sau này đọc lục tổ đàn kinh rất ít chú ý đến phát ngôn tốn ngộ của kinh. Phát ngôn tốn ngộ của lục tổ được xây dựng trên cơ sở của câu, làm việc tránh, tức là đạo, không có công phu bình thường, làm việc tránh, tức là đạo này thì cũng giống như xây lầu cát trên không mà thôi. Trong lục tổ kinh, vì bậc thượng căn, thượng trí mà khai lập pháp môn thù thắng đốn ngộ, đồng thời cũng nhấn mạnh công phu thông thường của làm việc tránh, tức là đạo giống như tâm bình thì việc gì phải trì giới hành đúng thì việc gì phải tu thiền. Nói đến cùng, pháp môn đốn ngộ cũng là công phu thường ngày, là công phu thường ngày của bậc thượng căn. Và nói đến bậc thượng căn, tức là không phải chỉ cho những người thông minh, mà là chỉ cho những bậc có thiện nghiệp. Sâu dày tâm bình hành trực chỉ có những người có thiện nghiệp sâu dày, tâm bình hành trực, tích lũy công phu đến một trình độ nhất định, cơ duyên thuần thục, giống như quả chín thì dụng, khai ngộ thôi. Cho nên phương châm làm việc tránh là đạo, cùng với pháp môn đốn ngộ trên phương diện công phu là giống nhau, người trước là xem trọng phần nhân mà nói, người sau vì xem trọng phần quả mà nói. Cho nên lục tổ nói, Phật Pháp ở tại thế gian, không xa lìa thế gian mà giác ngộ, nếu tách khỏi thế gian mà tìm cầu bồ đề thì cũng như đi tìm lông rùa sừng thỏ. Chúng ta đọc đàn kinh dù thế nào cũng nên say mê cách miêu tả ngoại tướng của phát ngôn đốn ngộ như, trong một sát là vọng niệm tiêu diệt, nếu nhận thức được tự tánh một khi ngộ thì thành Phật. Lục tổ khai lập phương tiện như vậy không sai, nhưng người học Phật chúng ta nghĩ như vậy, tức sai, là vọng tưởng chúng ta nên đi theo chư ác mặc tác, chúng thiện phục hành mà cố gắng thực hành. Điều mà Tử Vi cảm thấy buồn nhất là từ sau đời Đường Thiền Tông phát triển, ngồi thiền giống như phong trào,
Mọi người cứ nhìn chằm chằm vào phát ngôn đốn ngộ, đều muốn lập tức thành Phật mà vấn đề chư ác mạt tác, chúng thiện phục hành rất ít được người nghĩ đến, thậm chí còn xa vào sự tranh cãi giữa hai phát môn, đốn và tiệm. Đây là điều đáng lo của Phật giáo. Vứt bỏ cơ bản của Phật giáo mà đi tìm kiếm những cành lá vụn vặt là điều không nên. Trong tất cả kinh điển Tam Tạng, 12 bộ đều là những điều cơ bản và căn bản phân tích rõ thế nào là hành đúng chánh đạo. 37 phẩm trợ đạo lục độ, tứ nhiếp pháp đều là giáo pháp quan trọng của Phật giáo, đó cũng là sức sống hiện tại của Phật giáo. Lục tổ kinh vì bậc thượng căn lập nên pháp môn đốn ngộ, đồng thời cũng chứa đựng pháp môn niệm tu, pháp tức không đốn ngộ, chỉ có nhanh hay chậm mà thôi. Chánh pháp vốn không có đốn tiệm, chỉ có con người có lợi, căn độn căn mà thôi, tự thức bồn tâm, tự kiến bốn tánh, tức không có gì sai biệt. Cho nên lập đốn tiệm chỉ là giả danh, nếu chúng ta đọc kỹ thư tịch lịch sử và đăng lục, sẽ dễ dàng phát hiện chư vị cao tăng đại đức thời xưa đều xem trọng chánh hạnh. Trong cuộc sống hằng ngày như Mã Tổ Đạo Nhất, nói bình thường tâm thị đạo, đó là yêu cầu chúng ta tu hành trong cuộc sống hàng ngày, trong thời cận đại và đương đại, như Đại sư Hư Vân và Chư Tôn Đức hiện tại, cũng hết lòng khuyên bảo đệ tử rằng, học Phật nên từ chánh hạnh mà bắt đầu, đó là cơ bản của Phật giáo. Trước đây thường có người đến hỏi tử vi thiền là gì, tử vi trả lời họ, không suy nghĩ lung tung, không suy nghĩ vớ vẩn. Đó là thiền, chúng ta hằng ngày thường hành chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành là vì mục đích thâm áo của quán không để chứng ngộ vô ngã, chứ không vì tìm cầu phước báo. Nếu vì mục đích cầu phước thì rơi vào chấp tướng, không thể thoát ly sanh tử, vượt qua luân hồi, lục đạo. Điều này làm chúng ta nghĩ đến những người gương mẫu của xã hội. Họ đều là những người tốt, vì xã hội cống hiến nên được chọn làm gương mẫu, nhưng sau đó cảm thấy bị áp lực rất nhiều và mệt mỏi. Bởi vì họ chấp giữ tướng nội tâm bị chằng chịt trong danh dự, gương mẫu, người học Phật nên ngay trong cuộc sống thường nhật mà bỏ ác làm lành, thực hành theo chánh đạo, không chấp xử tướng, làm theo sự lý, tự tại vô ngại và cuối cùng sẽ chứng Phật quả. Và sự thật thì chúng ta đều khẳng định rằng, nếu chúng ta làm việc tốt, thì được mọi người khen ngợi, và tự mình trong lòng cảm thấy vui, ăn ngon ngủ được, nhưng nếu hôm nào làm một việc gì xấu, thì bị mọi người khinh thường. Tuy họ không nói ra, nhưng lòng ta cũng cảm thấy áy náy, ăn không ngon, ngủ không yên. Vì thế, dù thế nào đi chăng nữa, chúng ta cũng không nên xem thường việc làm trong cuộc sống hàng ngày, thật đáng sợ. Một hành vi bé tí, một ý niệm nhỏ nhỏ, đều ảnh hưởng đến nội tâm của chúng ta. Đó là lý do hôm nay chúng ta làm mới hai câu kệ, chư ác mạt tác, chúng thiện phục hành. Quý vị cô bác anh chị thân mến, như chúng ta đã được biết thì theo luật nhân quả, thành công hay thất bại đều có nguyên nhân sâu xa của nó. Nếu chúng ta muốn có được nhiều kết quả tốt đẹp thì phải biết gieo nhân thiện ích, giúp người cứu vật. Suy cho cùng, tiền bạc và của cải không làm cho con người ta hạnh phúc nhất. Hạnh phúc nhất chính là gia đình hòa thuận, con cái thuận hòa, tâm an thân khỏe. Trên đời này, kẻ giàu người nghèo đều có nỗi khổ riêng, biết hướng thiện, biết điều chỉnh hành vi thái độ, ắt sẽ có cuộc sống đủ đầy an yên như mơ ước. Trên đây là chia sẻ tâm huyết về nội dung Trời ban phước lành. Canh Tuất 1970, đúng 5 ngày Tết cổ truyền 2024, nỗ lực vượt qua số phận, nhận được lộc lớn, tiền về ào ào, đổi đời giàu nhanh bất ngờ. Từ đội ngũ biên tập chương trình. Trong quá trình truyền đạt video, đội ngũ biên tập không thể tránh khỏi những thiếu sót, mong quý vị thông cảm và đồng hành đóng góp ý kiến dưới phần bình luận. Để đội ngũ biên tập chương trình cố gắng ngày một hoàn thiện hơn, mong rằng nội dung này có thể giúp quý vị có thêm nhiều niềm vui và gặt hái thành công mỹ mãn trong cuộc sống. Tử vi con số may mắn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.